Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý một thầy chùa về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. Đó là Lê Văn Thành, 31 tuổi, đang tu hành tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan ở phường Thống Nhất thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. Bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Buôn Ma Thuột đã làm rõ khoảng 10 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9, Thành điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Tất Thành hướng từ km 3 về ngã 6 để về chùa Sắc Tứ Khải Đoan. Khi đến ngã 3 giao nhau với đường A Ma Khê thì Thành xi nhan bên trái xin vào làn đường ô tô để vượt chiếc xe phía trước. Cùng lúc này, anh Nguyễn Quang Nhật, 37 tuổi, ngụ phường Từ An, thành phố Buôn Ma Thuột, điều khiển xe ô tô đi phía sau và có bấm còi nhiều lần. Do bức xúc nên Thành đã dừng xe lại rồi dùng cây gậy tre mà mình mang theo phang nhiều cái vào xe ô tô của anh Nhật. Ví dụ như em không bật xi nhan mà em vượt thì là lỗi của em, thì là bấm còi là em không chắc. Nhưng mà em đã bật xi nhan và em đã xin vượt rồi, mà phía sau vẫn tiếp tục bấm còi và bấm còi liên tục. Do bức xúc thì tôi quay lại và nói là kêu là mày có xuống xin lỗi tao không, tao bật chết mày luôn. Lúc đó thì tôi lấy cái gậy về tre dùng để chống chân đi, chân đau á, thì đập cái gừng với họ một phát bẻ luôn. Sau đó thì nói là mày có xuống xin lỗi tao không, tao đập tiếp á, đập luôn bẻ luôn cái kính của mày á. Thì vẫn không xuống xe, thì em có gõ lên cái mui xe phía trước đó hai ba cái, thì tài xế xe là vẫn cố thủ trên xe lì không xuống, chiều xuống bật gương cũng không có nghe mình nói gì hết đó. Thì em đập cái gương phía trước phía bên tài, em đập luôn, em đập bẹ luôn. Thì em mới lại tiếp tục nói là kêu là mày có xuống xin lỗi tao không, thì tiếp tục là vẫn ngồi trên, cố thủ trên xe không xuống xe xuống xin lỗi em. Thì em lại dùng cái gậy tre đó đập một phát, một bẻ luôn cái kính nát luôn, bay luôn cái kính phía bên tài phía sau đó, đập phát một. Hậu quả chiếc xe ô tô của anh Nhật bị Thành đập gãy một gương chiếu hậu, vỡ hai tấm kính cửa xe, hư hỏng một nẹp kính cửa sau bên trái. Sau khi gây ra vụ việc, Thành điều khiển xe máy về lại chùa Sắc Tứ Khải Đoan. Hiện công an thành phố Buôn Ma Thuột đang trưng cầu giám định thiệt hại tài sản chiếc xe ô tô của anh Nhật để có căn cứ xử lý Lê Văn Thành theo đúng quy định của pháp luật.